Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình chỉnh cái đường tâm à, cho nó đều nó đẹp nha. À, như đây, như hình này này các bạn các bạn nhìn thấy nè. Đây là một cái hình mà nó có đường tâm nè. Đó, đường tâm màu đỏ này nè thì có một số bạn hỏi tôi là ví dụ như mình vẽ cái đường tâm này rồi nhưng mà vẫn không thấy nó hiện lên tâm nè thì không biết nó bị cái gì thì ở đây tôi liệt kê ra một số cái lỗi mà có thể bị và cách khắc phục nó nha thứ nhất là các bạn chưa đưa cái đường này vào cái layer đường tâm đây ví dụ ta có layer đường tâm nè đó mà các bạn hiện giờ cái đường này giả sử nó đang nằm ở layer đường bao đi chẳng hạn đó thì nó không thể là nét đứt nét đứt như đường tâm được nha. Thì mình chọn cái đường này mình quăng nó vô cái layer đường tâm. Đó. Rồi, giả sử khi quăng vô layer đường tâm rồi mà nó vẫn không uh, hiện nét tâm lên. Đó, thì các bạn phải kiểm tra trong layer đường tâm ha, bằng xem coi là layer đường tâm mình đã định cái layer đó cái lifestyle tức là cái kiểu đường có phải là kiểu đường tâm hay không ha. Bằng cách là các bạn vô kiểm tra layer này các bạn gõ LA vô nè, enter. Đó, đây. À, các bạn xem coi layer nào layer đường tâm. Đây các bạn layer này đúng không? Đó, hiện giờ là layer đường tâm mà nó chọn cái kiểu đường là điền liền nè continuous nè cho nên nó vẫn không thể hiện đường tâm được thì các bạn click vô đây đó các bạn chọn cái đường tâm nếu trong đây không có thì các bạn lót nha bấm lót đường tâm lên này nữa ha, các bạn bấm vô lót nè đó các bạn lăn con chuột xuống tìm cái à, đường tâm là ok nè sau đó các bạn chọn tâm này, ok nè đó rồi các bạn tắt cái này đi đây các bạn thấy không đó nó đã hiện lên đường tâm rồi Đấy rồi khi nó hiện lên đường tâm rồi á, thì nó lại à, xảy ra vấn đề nữa nè, nếu như cái đường tâm này nè nó đều nó đẹp thì thôi không nói gì. Nhưng mà nếu như nó không đều, không đẹp, tức là ví dụ nè, ví dụ chỗ này ha, nó tương đối đều đẹp nè, nhưng mà cái à, hình chiếu cạnh này nè, cắt ngay đây nè, nhìn qua nè. Thì ở đây nó có cái đường tâm. Nhưng mà đường tâm này do nó kích thước nó nhỏ nè. Đó cho nên mình không thấy được cái khoảng đức tâm mà nó giống như đường liền luôn nè thì mình có cách xử lý như sau mình chọn vô nó nè à, mình bấm kênh trên số 1 nha các bạn bấm kênh trên số 1 để cho nó xuất hiện cái bảng này nè rồi các bạn sẽ chỉnh cái ô lifestyle keo này nè đó bây giờ hiện giờ nó đang là một tôi chỉnh xuống 0.5 đi à, tức là một nửa nó nhiễn hơn nè enter nè đây thắt ra đây các bạn thấy không đó nó nhiễn là thấy được đường tâm này nè đó. À, cái cách thứ hai mà để có thể làm cho đường này nó nhuyễn hơn một chút thôi nha các bạn để nhiễm để nó đường này nó nhuyễn đồng lạc á, thì mình có thể uh, tắt cái này đi nha mình vô lại layer nè l A, enter đó mình chọn lại layer đường tâm này các bạn ha các bạn click vô ngay chỗ lifestyle nè nè style nè đó, đường tâm nè click vô ở đây hiện giờ mình đang chọn center đúng không các bạn load cho tôi một cái loại đường nha trong đây á đối với đường center nó có rất nó có ba loại Nga, đường center này center 2 và center ít 2 và các bạn nhìn qua đây nè nó minh họa nè đường center á, là cái đường tâm mình nó bình thường nè còn đường center mà center 2 này nè nó thì nó nhiễn hơn các bạn thấy nó nhỉn hơn một tí không còn đường center mà x2 này nó uh, lớn hơn có nghĩa là gì mình sẽ dùng đường center x2 này cho những cái chi tiết mà cái kích thước nó lớn thì khoảng cách này nó lớn nè còn đường center hai uh, 2 này nè để dùng cho những kích thước chi tiết nó nhỏ và đường center này là dùng cho những cái đường tâm của những chi tiết kích thước trung bình ở bây giờ tôi muốn nhuyễn hơn thì tôi chọn này nha ok nè rồi chọn vô center 2 nè ok nè đó thì ở đây nó đổi center 2 nè và các bạn nhìn xem nè đó nó sẽ nhuyễn hơn một chút nha các bạn nó nhuyễn hơn một chút hoặc uh, các các bạn có thể so sánh nè tôi sẽ tạo thêm một cái layer mang tên đường tâm nè đó đường tâm nha màu à, màu đỏ luôn rồi ok và đường này nè à, loại đường này tôi chọn center nha các bạn đó tức là tôi chọn hai tôi là tạo hai cái layer một cái layer đường tâm hai và một cái layer là đường tâm không đó bây giờ các bạn xem cái sự khác nhau nè à bây giờ tôi vẽ một đường thẳng ha có chiều dài là 100 trăm Enter. Đó. Xong thì copy đường này ra. Đó. Rồi một cái đó là tôi cho nó vô layer là đường tâm. Đó. Còn cái dưới tôi cho vô layer đường tâm số 2 đó, Các bạn thấy không? Đường tâm số 2 nó nhuyễn hơn nè. Đường tâm không nè, nó nó dày hơn, nó 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 lớn hơn nè. Thì những cái đường tâm lớn này mình sẽ cho vô những kích thước uh, chi tiết lớn. Còn đường tâm nhỏ này mình sẽ vô uh, kích thước nhỏ đó là cách thứ hai. À. thì à, khi nào mình dùng à, à, cách một khi nào dùng cách hai à, khi mà mình à, trong chi tiết mình đó, có nhiều à, có nhiều đường tâm khác nhau à, thì mình sẽ dùng cái cách hai này tức là mình tạo những cái hai cái layer riêng biệt như hai cái layer riêng biệt để những cái thằng nào lớn thì mình dùng thằng này thằng nào nhỏ mình dùng thằng à, layer đường tâm hai nè đó. À. còn nếu như à, đa số Ha, đa số Đường tâm trong chi tiết Đa số là nó giống nhau Nó chỉ có một vài cái khác nhau thôi Ví dụ Trong cái chi tiết này nha Đa số giống nhau Nó chỉ có những cái đường tâm nhỏ này nè Đó Ví dụ Đây Đường tâm nhỏ này nè Ví dụ đây nè Đường tâm nhỏ này nè Đó Nè Đây Ví dụ tôi muốn về cái đường tâm này nha Chim nè Đó Delete này đi lệnh này đi. Đó cái đường này nè. Đó, tôi muốn nó tôi đưa nó vô cái đường tâm nhỏ thì nó vẫn không thỏa nè. Đó. Thì lúc đó tôi mới chọn nó ha, tôi bấm cần trên số 1 ha, để tôi chỉnh tức là nó ít mà tôi chỉnh từng thằng. Đó 0.5. Đó thì nó vẫn thỏa nè. Bạn thấy không? Như vậy là gì tôi vừa mới hướng dẫn các bạn có nhiều cách để hiệu chỉnh cái đường tâm cho nó đẹp. À, thì tùy vào à, Cái hình của bạn à, Thì các bạn có thể chọn à, Những cách khác nhau Làm sao cho nó nhanh nhất và phù hợp nhất với cái hình của bạn à, Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn Các, các cái cách thức để à, Hiệu chỉnh đường tâm Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp à, các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau